Hi guys, welcome back to my channel Cam Learning List. Today I have the new grammar for you about past simple tense. Okay, và số sẽ bằng phần học này thì anh xong vừa tập lớp mà căn trên Cam Learning English sách thứ mấy đời xong miền tập trung về có thứ mấy mới tiết hỏi xem tập bằng phần và cứ sẽ làm pi past simple tense mình thấy thế, riêng hai tập past simple tense các bạn, riêng hai tập simple past tense các bạn đây được như thế này. Ok, chúng ta chụp cả bộ phái chi viết sạc mẹ mình mình thả ảnh tay đặc cao thông thông mà đa và chúng ta nào dùng dùng phía tay đặc cao thông mà đa dùng cụ đồng lực và chi viết sạc mẹ mình tình sinh và cứ như dùng phía sạc cao mập hiếp rưu cỏ vây mùi để bàn cả láng phía tay đặc cao hơi sạc cao mập hiếp tình ổn cứ bàn cả láng nâng bàn mình chọc nâng nông phía là tay đặc cao chọc sọc cụp rưu cỏ rưu đọc hỏi ọt miên vọt tầm miến được các bạn to mà đào bế và chụp bọn tiết tế nhé. Ok, chân môn nguyên châu từ đào past simple tầm sống chân dân thường dư luận vì chụp nọt mùi mùi này past simple và chân khẳng cảm nên cứ chụp nâng phần dư bếp bọn tầm nâng step tối tốt mùi mùi và chân mình thật chụp nọt tìm mùi cứ dân dân phí và the form và dân dân phí the three form of past simple method tụm rung tầng bay nấy ạ tây tạc cao thông mà đà chẳng bắt đầu bị nâng máu cứ dư nâng miên và chưa chúm nói chọc xem tiết đôi chữ miên spelling rule và chụp bọc này cao bằng time và rút gọi the man Jesus và ca bắt đầu xâm khăn nâng nâng past simple nâng miên bằng màn giác hay nâng miên ấy khá nế. Ok, well, now let's start everyone. Ok, chẳng lưu một phần học này ai chọc làm thêm đoàn nế. Ok, number one, the three forms of past simple tense. Yeah, tụm rung tiếng bấy nấy ạ tây tạ cao thò mà đà. Và chẳng thì mũi cứ dương dương bí positive form. Và chẳng một phần thì dương lòng bí tụm rung rưu có rưu bẩm môn về sân. Thật ta rưu bẩm môn đã thật nịch nông công bạc sọp rưu có bởi dục sọp nụ miên rưu bẩm môn bạp nà. Ok, subject plus verb to plus object. Và trong past simple, mình phải thiên đại trị subject nó bầu chúng mình kể ra sắp tùng của tiếp bí hay nó bầu chúng mình object đại trị cắm, cắm ở bọt. Ok, trong verb to đi, cứ dương thực đằng đấy môn nâng dương đằng, rồi còn môn nâng dương bằng các bạn chỉ verb to mình đại trị sắp chỉ thuộc tới vì mình bí bọc hết. Và bí bọc hết nó cứ kênh dương bí regular verb and irregular verb mình đại trị sắp tiếng tốt nâng cả sắp rái rái bùa và chẳng đây chúng ta khẳng cọng tiết trong nâng phần dưới thật ta cả sắp tiếng tốt nâng bây giờ đô thì chỉ tìm nó past simple bạp ná rưu có cả sắp rái bùa và cứ cả plop đô nâng bạp ná và ok, now let's start. For example, I visited my cousin in London yesterday. Chúng bạn từ liên bong bóng chỉ đơn môi rồi bọc nhóm là khăn nông tự còn lóng cao bí mà sợ mạnh. Ok, ok, I visited, so I subject visit, yeah, plus ed, so visited verb to, right? My cousin, yeah, of object. Ok, and the other, the rest of the sentence, yeah, or we can say a compliment. Ok, and she planned for her studying abroad. Yeah, nên bạn đi trong cùng rốn xâm rạp ca sọc xa nấy bỏ rạc tế. My family went to go out on holiday last year. Cô xa rạp bọc nhóm bán tư linh ông cơ vọt nơi ngày vi xa mạc cáo cao bí chân nằm môn và rồi có cao bí chân nằm tên. He did his washing up in the morning. Yeah, cót bọc cuộc và rồi có cót phụ ca liên xâm át rồi có cót bán liên xâm át nơi bế bật mà để liên xâm át chan chân năng rồi có bọc cuộc xâm xên chẳng thế ná the washing up năng. Ok, my father usually told the stories from me when I was young. Và chị ta bọc nhóm chị thông bà đá nị tiên và ba nị tiên rừng chôm sát đáp cao bị chôm nơi bí khmên. Ok, chân nâng nông tùm rộng positive bà dương cô ta xong kết nâng cái lệch mơ đang ngọc ní được chữ I visited kế chân visited nâng cứ chữ verb to đã chứa regular verb kè sập tiền tốt chân chân một thảm ý đi. Và chúng ta tiếp cứ she planned chân planned dương bật thêm
ED được nghĩa bằng tay để xa thật plan này vì cho lệch cả tùm rộng CVC này mà để thật consonant và ở consonant và chương trình này sắp chương trình này cho dùng một thêm N một tiết sân mà để thật dùng một thêm chương trình này nơi bị cao một tiết sân bạn dùng một thêm E ED ok anh chân plan vì chìa regular verb được nghĩa này vì chìa kết sắp tiếng tiếng toán một tiết my family when yeah when to go one on holiday last year chúng my family subject when chỉ verb to ok chúng when chỉ mau bị kết sắp ok được nhé và cứ chỉ mau bị kết sắp go right go when chúng go when ấy vị trí irregular verb vị trí kết sắp prior plural và chúng cái này kết sắp prior plural chúng ở ai bằng time ấy từ lâu vậy thế vì phụ thể viêm miên là cái nét rồi có tụm rung prior plural sắp hỏi nhé ok he did his washing up in the morning. Chẳng did verb phổ biến cực did. Cái did nâng ban màu bị nè. Cái sub verb one infinitive phổ biến cứ ban màu bị do. Ok. Chẳng do did done. Yeah. Verb one, verb two, verb, verb three. Bạn ta nên không chung lại passing poll phổ biến này. Cứ chung ăn dễ đào verb three tế. Cứ chung dễ thật verb one and verb. Verb 2. Ok. Vì bộ thân này không tùm rộng positive. Dương trả bra chung với những verb. Verb 2. Và chẳng đít này cứ có chế irregular verb đấy. Cứ chế cả sắp rái. Prae prul. My father usually told a story for me when I was young. Ok. My father usually told. Chẳng told chứ verb 2. Và bán mau bì cả sắp verb 1 mùi nào đấy. Cứ tell. Mày này. Ok. Chẳng mẹ tell the story. Ok, tell, told, told. Ok, chân vị trí irregular verb được nghĩa chỉ cần sắp ra, prae plural. Chân môn phí đề bằng ôn và rồi có bằng ôn ở nghĩa môn nâng bằng cao từ chi tùm rộng passing poll là cao prae verb thú trai dô sân thật ta kia sắp ní chia kia sắp prae plural rồi có chia kia sắp tiếng tiếng toàn. Ok. Okay, now finish number one, everyone. Now let's go to number two. Yeah, number two negative. Yeah, negative cứ chia tùm rộng body side. Và chúng ta nói tùm rộng body side này không passing pole dương dương anh mà body side đấy. Và cứ dương dương did, didn't. Okay. Recall chia tùm rộng when that did not. Okay. Okay, so a form yeah tùm rộng for we subject plus didn't plus verb 1 plus of object. Ok. Chẳng tùm rộng nè khăn nông ạc tay tạc cá đài pra nè khăn nông tùm rộng bạc đề xài. Và dương miên tùm rộng subject bốc chú mùi nâng didn't và didn't. Còn đây dương anh clay didn't hay plus verb verb 1. Chẳng kê sắp đài verb 2 dương anh ta xây ba nè khăn nông part simple nú. Cứ dương anh ta xây verb 2 bán tại nơi khăn nông tùm rộng sọp bằng nó. Rồi ai tùm rộng bà đại sách cứ dưỡng đâu từ chi và vốn đại chi tùm rộng kê đại sạp nàm vinh. Ok. Chẳng plus và vốn plus up object. For example, I didn't talk to John yesterday. Khi nhóm mình bán cho chê cho mùi John để cá bí mà sao mình. Ok. Chẳng cả lại những cái thơ bằng phải giặt đáy và cái này lưu dụng pra cái chữ lắm đang ta subject plus verb 2 vì chữ passing poll bằng tay ạc mơ thật thật ta vì chia tùm rộng sọp rồi có chia tùm rộng bạc để xài tế chân cái này chia tùm rộng bạc xài didn't talk okay. Chân còn mình plus ed nè sorry talk này cứ mình để thật vì chia cái sắp tiên toát mẹ này cái sắp tiên toát chia tù tớ nè bê đa thật không tùm rộng sọp dừng bà thèm ed từ lưu vì và chân hàm plus ed cái lại nặng nè. Ok, I didn't talk to John yesterday. Khi chúng ta bán cho chơi tới căn John tới cá bí mà xả mạnh. Ok, one more. He didn't go shopping with her at the weekend. Cốt mình bán từ xa rồi có từ tới nhiều vấn cho mùi niềng tí cá bí trong sập ở đà. Ok, chân didn't go okay. Ham pra didn't went. Ok, You didn't show me the photos from your wedding. Again, you didn't show me the photos from your wedding.
nẹ mình ban rồi còn nẹ mình toàn ban bằng hang là rút thoát bị ngay gặp bị 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 và nẹ là lại tê ok chắc đến số và vật vốn some didn't sign the document yeah some mình ban hát tài liệu khá lớn ai cả xa tê ok Jenny and George didn't go on vacation last year. Jenny and George mình ban từ với sự mạng cao tí cao bị chân tử và trong một phần ai cái lệch mơ bảo tiết và được chuyện I didn't talk nhé, didn't talk with one, didn't go, go with one day, didn't show, yeah, show with one, yeah, did not sign và tại em còn là khả năng lý cứ nhầm ta sẽ vì chỉ là một way nhé chẳng hỏi đồng bày ở bộ phần đăng thảo là didn't lý cứ duy trình một vị thích did not chắc chắn ta sẽ chỉ là một way của bạn chia từ một clay của bạn này nhé ok did not sign nhé, yeah, sign with one day ok, didn't go, yeah, go, go with one ok, now let's go ahead, yeah. Go to number 3, question sentence or question form. Và chúng ta cho đó ba tùm rộng xâm nụ rồi có bởi dụng xâm nụ tạm đoàn. Chúng ta có tùm rộng bạc nà tính. Cảm ơn dụng một cái tùm rộng passing poll bán và dương ta dụng đít mà chùi và dụng đít dụng mà đặt bình luật máu đồng bày bằng cách bán chia tùm rộng xâm nụ rồi không passing poll. Và chúng ta khăn tụ tư cứ dụng bạc đít nè. Chẳng cần ai dừng pra tùm rộng ở dịp xây nông anh ấy chăm chung bởi dụng cao tiệt mà chẳng nợ video cao tiệt nè ok did plus subject plus verb 1 plus object và chẳng nợ khăn tùm rộng xùm nua dừng còn thật did nợ khẳng đa bởi dụng máu kẻ sắc tùng tì quy để pra nợ khăn tùm rộng positive để pra nợ khăn tùm rộng xa rộng nông trở đầu chia verb 1 đôi nè khăn nông ca bà bà nè khăn nông tùm rộng bà lì xét đôi khăn nè ok now let's go to the example did you ask Tida to go out with you? Ta nè xong Tida ở trên đại cao chung mùi nè tế ok did the employees work overtime last night? Ta bốc lực và nè vô chất nè vô chất có bốc lực và your employer, your chuột và xem lại cái thẻ cài nhé. Okay, did the employees work overtime last night? Ta bốc lực ban thuê cả thay màu ấy, cả bí dụng mình. Did support finish his assignment yesterday? Ta support ban mình chọc và assignment được có cách cả bỏ qua thế, cả bí mà sợ mình. Okay, did she get terrible dream again? Ta niên vô sắp ạc rõ tiết rứ ok, terrible dream và thá mà vô sắp mới có sắp bẩn ạc rõ trong tình ok, did he drive past my house? Ta quát bàn bạc lan cắt tam một tiền bọc chung mê ok, past ấy, xong rồi chỉ cắt đã chung cắt ấy nè ok, đã drive past mê thật bạc lan rồi có bạc bó chung cắt ok, chừng xong bị chạm đồng tiết nè ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង tùm rộng của việc đã dùng pra did plus subject plus verb 1 plus object như mới thật trái tam tùm rộng của dưỡng đại được gọi tế nè ok chứng khẳng lứa mê thật khẳng đám cứ did thường ọc nhé chứng thì trái ấy hay verb 1 trái did you ask thế nhé verb 1 ở anh đã verb 2 nó không chỉ là thằng tế ok did the employee verb yeah, verb 1 đấy did support finish yeah finish score verb 1 đấy bà giờ thành ed thế did you get yeah get and did he try yeah try okay try throw driven okay phần tai vị trí tụm rộng sầm nua nó không pass simple sắp tai chỉ cả sắp tung tìm mối đại dùng đồ chỉ tụm rộng đang thành off và sân chỉ dùng change up tụm rộng positive và tụm rộng sắp nó không là pass simple màu nè okay now this all everyone ដល់ឡើងចប់ហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទម្រង់ទាំង3ហើយមានទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់សំសំនួរ Okay now let's go ahead and continue yeah part 2 Okay ជាងយើងមើល ចុចដល់ចំណុចទី 2 yeah the spelling of the